Theo đó, kế hoạch cắt giảm tiêu thụ sẽ được công bố khoảng 10 ngày nữa. Ngoại trưởng nước này, ông Salman Khurshid cho biết, chính phủ không thể tiếp tục trợ giá nhiên liệu mà không cắt giảm chi tiêu. Vì thế, sớm muộn Ấn Độ cũng sẽ phải thôi kiểm giá nhiên liệu. Các biện pháp cắt giảm dự kiến sẽ kéo theo tăng giá dầu diesel, giúp New Delhi tiết kiệm 20 tỷ đô la Mỹ. Việc đồng rupee xuống giá kỷ lục trong thời gian qua khiến hóa đơn nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng đến 50% so với đầu tháng 5 năm 2013. Reuters cho biết, trong đề xuất cắt giảm chi phí nhiên liệu được gửi lên Thủ tướng cách đây một tuần, bao gồm việc khuyến khích nhập dầu từ Iran, nước cho phép Ấn Độ trả bằng đồng rupee. Dầu diesel chiếm đến 40% nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ, hiện có giá thấp hơn 10 rupee so với giá thị trường. Các đợt tăng giá nhiên liệu tại Ấn Độ thường vấp phải sự chỉ trích dữ dội, và đợt tăng giá lần này được đánh giá sẽ gây ra làn sóng phản đối còn lớn hơn trước thêm cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5 năm 2014.